Alo, xin chào, các cô bác, anh chị, các bạn và các em. CC mới vừa ngủ dậy thì thấy người ta delivery nguyên một đống hàng, nhiều, thật là nhiều, ở trước cửa nhà mình. Cho nên là bây giờ CC khui ra rồi để cho các bạn xem. Đây là những mặt hàng các bạn đã order. Lúc mà CC đi mua đó, ở trên outlet, thì CC mua được vài cái, CC bán hết rồi. Sau đó nhiều bạn thích quá, cho nên là các bạn nói là mua giùm cho các bạn đúng theo yêu cầu của các bạn. Với lại có vài bạn thì gửi cái đường link qua, các bạn gửi cái đường link qua như thế nào CC bấm đúng ngay cái đó để mua cho các bạn. Thì bây giờ CC khui ra của từng bạn để cho các bạn đều xem chung với nhau. Các bạn nào thích thì các bạn tiếp tục nói với CC: em muốn mua cái đó, em muốn mua cái này, em muốn mua cái kia. Gửi hàng ngày cuối về Việt Nam là tháng 12 ngày 15 nha các bạn, là ngừng không gửi hàng nữa. Thì ở Việt Nam anh Sa nhận được cái gì thì các bạn mua cái đó, nhưng mà từ ngày đó là không có gửi hàng nữa ha, ngày 15 tháng 12 ha. Thì các mặt hàng này các bạn vẫn còn có thể mua được. CC chỉ ngồi tại nhà bấm vào là các bạn mua được ngay. Hiện tại bây giờ sale 30%, nhưng mà CC nói thật đó, hàng hiệu mà nó mới sale có một đợt đầu tiên à, mà 30% là các bạn nên mua đi, vì chỉ có mùa Giáng sinh mới có thôi, không có đâu ha. Nếu mà nó sale lâu rồi, nó sale nhiều, giống như là CC đi vô những cái nơi ở gần đây CC mua, thì cái đó là giá bình thường rồi, là khác. Sale 30%, 50%, 70%, nhưng mà nó đã sale 1 năm hoặc là 2 năm hoặc là 3 năm rồi. Còn cái này nó mới sale có mùa hè, bây giờ qua đi rồi, thì bây giờ tới mùa đông họ sale của mùa hè, tức là mới vừa tức thì sale thôi các bạn. Thì hôm bữa CC đi lên trên outlet có nhiều cái sale được 50%, nhưng bây giờ hết rồi, hết cái đợt rồi, hết cái ngày sale rồi, chỉ còn có 30%. CC đã liên lạc với hết tất cả các bạn rồi, các bạn cũng bằng lòng mua, các bạn nói sale 10% các bạn cũng mừng đó. Thành ra là vẫn được cái giá là 30%. Giống như cái giỏ này là hiệu Tommy Hilfiger đó, cái này là dành cho các chị lớn tuổi là thích mê lắm. Bây giờ đó các bạn, họ hay làm thêm ra một cái túi như vậy để chúng ta muốn đựng gì đựng, đựng chìa khóa, đựng tiền, hoặc là hết tất cả bất kỳ cái gì chúng ta muốn bỏ vào trong cái giỏ. Tiện quá ha, CC thích ghê á. Những cái mà nó tí tí như vậy thật sự là thích lắm đó các bạn, đôi khi chúng ta cần lắm đó. Đây, đó, thì đây là cái giỏ Tommy Hilfiger. Cái giá tiền đây, 118 đô ha. Thì 30% off thì các bạn cứ tính ra đi rồi các bạn sẽ biết. Đây, bộ này là của bạn đây. Trời ơi, cái bóp này đẹp quá, CC mê luôn. Bóp này ở chính giữa nó cũng đã có một cái ngăn zipper rồi. Đó. Thành ra tùy bạn nhờ sao CC mua vậy thôi. CC không biết là bạn dùng vào việc gì, CC không biết. Nhưng mà cái này đó là để đồ trang điểm đó các bạn, rồi xếp vào vali. Chẳng qua vì cái chị này chỉ muốn mua một bộ vừa sang trọng vừa đẹp mà hiệu nổi tiếng nữa. Đó, thì đây, bộ này là của chị nè. Thì giống như CC nói với chị là CC mua cái giá tiền như vậy, chị đã đưa đầy đủ hết, nhưng mà cái tiền gửi về CC chưa có tính ha. Gửi về thì bao nhiêu CC không biết, phải gửi mới biết, vì đây là hàng hiệu, chắc chắn là chúng ta sẽ bị đóng thuế 1-2 đồng, 3-4 đồng họ vẫn lấy tiền thuế của chúng ta. Hai cái này nhẹ lắm, CC nghĩ tiền gửi hai cái này khoảng 10 đô à, nhưng mà tiền thuế mỗi một cái chắc cũng phải tốn thêm 2-3 đồng, 1-2 đồng gì đó. Thì gửi mới biết, chưa gửi, chưa biết, đoán khoảng thêm mười mấy đô nữa thôi, không có nhiều ha. Đẹp xuất sắc mà nhẹ mà thích nữa. Cái này là bằng vải dù hay cái gì đó, cái này là simili. Để CC nói các bạn như vậy, các bạn mua đồ hiệu là các bạn mua cái tên, còn cái nhà design đó họ design ra như thế nào đó là chuyện của họ. Mình thích thì mình mua, mình không thích thì thôi, chứ mình đừng bao giờ nói rằng là trời ơi sao cái giỏ này bằng cái vải như vậy nè, không phải da, không phải gì hết mà tới 110 mấy đồng. Cái nhà design họ design ra như vậy vì họ có sự suy nghĩ của họ. Thành ra chúng ta thích thì chúng ta mua. Chúng ta mua là chúng ta mua ở cái tên hiệu, cái thương hiệu, chứ không phải là các bạn trách móc họ: trời ơi cái giỏ đắt tiền mà cái loại vải như vậy. Không có đâu. Người ta là nhà design, các bạn cứ nhớ như vậy là được rồi. Giỏ này lớn như vậy, 118 đô, mà các bạn biết không, cái này nó chỉ là như vậy thôi, không có lãi gì hết, mà 58 đô. Tại sao họ bán mắc như vậy? Đó là cái lý do của nhà design đó. Mà tại sao người Mỹ họ lại mua rất nhiều? Các bạn biết những cái như vậy nè, Mỹ trắng xài nhiều lắm. Đây, CC đi du lịch nhiều lắm, CC thấy nhiều lắm, cho nên CC học hỏi.
Thì CC không biết làm sao mà chị biết cái bộ này, CC cũng không biết. Nhưng mà chị gửi đường link qua làm sao CC mua đúng vậy nè. Bấm đúng cái đường link của chị luôn đó. Thì tất cả là 30% off ha. Đây là một chị. Thì các bạn nào muốn mua liên hệ với anh Sa, gửi cái hình này, CC mua đúng như vậy cho các bạn. Còn các bạn gửi sai là chuyện của các bạn nha. Đường link của cái website là CC bấm đúng cái đường link đó. Cho nên khi về tới Việt Nam á, là các bạn ráng chịu, vì đó là sự chọn lựa của các bạn ha. Còn các bạn nói với CC là chị ơi, em muốn như vậy nè, CC cầm tận tay, nhìn tận mắt, CC biết là chất lượng, là CC mua. Còn các bạn gửi đường link là các bạn chịu ha. Nhưng mà đó, các bạn nào mua những cái hàng hiệu nổi tiếng á, mà đắt tiền mà không sale đó, thì các bạn hãy gửi cái đường link. CC nói thật, còn chị này đó là lucky. Chị này CC nghĩ chắc cũng giỏi đó, tại vì chị tìm được những cái này chứ ở ngoài CC thấy không có bán ha. Nè đó, CC xin được tạm ngừng video ở đây để giới thiệu bạn khác ha.